không gặp tưởng tình đã cũ. Hôm nay sang thăm tình lại mới tình nào huynh đệ với nhau. Thế thằng nào thiếu răng ở đây? Nghe đây này. Ừ. Dầu với vịt hai đứa cực thân nhau. Thân nhất làng luôn nhá. Tuy có chửi nhau nhưng vẫn rượu tin tin. Mày vật tao trước đi. Thằng này dở cứ nhường. Mày vật tao trước đi. Khổ quá sao mày sợ tao sẽ. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quân lính rộn ràng, áo cài khuy bấm ơi, em làm khổ tôi. Cô dạ? Hát kiểu gì mà để cái thằng cha họa sĩ dở nó đến nó bây giờ nó cứ thôn hớn thôn tớn là thế nào? Thế trong mặt nó thế kia chả hớn lên thì làm sao? Này, tiếng đàn thì vút lên như thế, lời ca thì khấp khổm như thế, mà không hớn là sao được, phải vui chứ gì? Vui thế nào? Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chú chim lòi ra, tiếng hót thanh thoát của những chú chim nhà bên, thì ra mình xoay lên từ bóng sang chim của mình. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất đôi sao nhiều. Trái đất đôi sao nhiều. Nếu muốn ta đi cho hỏi chi. Đấy! Cái gì đấy? Đi đâu về đấy? Hả? Tôi đi chọi chim có vấn đề gì không? Bây giờ nào? Ngày hôm nay là ngày nào mà đi chọi mấy chim? Hả? Mới có 9 giờ sáng. 9 giờ sáng thì có vấn đề gì? Hả? Mà bà làm cái gì mà bà hát hết cái quần nước vào quần thôi? Hả? Tôi làm suốt từ đêm hôm qua đến giờ nhé, chờ ông về ông biết làm gì không? Để gói bánh, chuẩn bị giao thừa rồi. Bà dở dở, thế kiếm tiền để làm gì hả? Kiếm tiền đấy nhá, ra ngay cửa hàng, mua chục cái bánh chưng, việc gì phải gói. Khổ quá cơ, hôm nay là ngày 29 Tết nhưng mà lại là ngày 30, bởi vì là thiếu một ngày. Thế mà ông không gói bánh thì còn gì là không khí Tết nữa. Tôi là tôi không gói đâu, tùy bà, tôi không ăn, tôi không gói bánh chưng đâu. Ông đừng có vớ bẩn nhá. Tôi đã chuẩn bị hết suốt từ đêm hôm qua đến giờ rồi nhá. Bây giờ tôi đi họp phụ nữ đây. Ông ở nhà gói bánh. Để tối tôi về tôi cũng giao thừa. Này! Nói mà không nghe nhá. Cứ chìm với chuột nhá. Bóp chết chìm đấy nhá. Bà! Bà dám bóp chim tôi nhá. Tôi dám đấy. Ông đừng có lằng nhằng nhá. Ở nhà gói bánh chưng đi. Tí nữa tôi về tôi cũng giao thừa. Nói không nghe nhá. Tôi bóp chết chim đấy. Vớ vẩn đâu. Này! Này! Cái loại đàn bà đâu mà lại dám vũ lực với chồng à? Ông đi động vào chim của ông á, ông chôn. Cái loại vợ tinh tướng. Chim, tại sao mày chọi nó lại toàn thua thế à? Hả? Sao mày chuẩn thế? Mày có nghe người ta bảo ngu như bò chứ có bao giờ bảo ngu như chim đâu. Hả? Tao nói cho mày biết nhé, mày mà chọi thua một lần nữa nhá, là tao bắt mày phụt 15 phát. À không, phạt 15 phút tao không cho mày ăn sâu nhá. Cho mày chừa đi. Ôi trời, thiết kế dở thế, tường mà không có chỗ đi xuống đấy. Huynh ơi, Huynh ơi, Dậu Vương ơi, bác Dâu ơi. Chẳng có ai nào nhé. Gì? Thằng á? Không vấn đề gì. Thế mà mày. Trời ơi, tìm đề. Chịu khó, người ta tìm
năm không gặp tưởng tình đã cũ. Hôm nay sang thăm tình lại mới tinh. Em nay sang đây bàn chuyện hai đứa. Bàn tiếp là hai đứa à? Bàn tiếp thì căng lắm. Thế thì hai ta cùng vào trong này. Này huynh, sao sao? Vợ huynh đi chợ hay là đang gây? Ôi giời, đừng chuyện gì. yên tâm, chỉ mình huynh thôi. May quá. Tim em đang run vì trận đòn hôm trước. Vẫn còn sợ cơ à? Sợ chứ. Này, lần này nhá, nó mà phang em huynh cũng bỏ nhà đi luôn. Điện của mẹ tao hả? Đi đâu? Bỏ nhà đi đâu? Bỏ nhà đi đâu? Thôi, vào đây. Đi vào đây. Vô công rồi nghề suốt ngày nghịch chim hay à? Vớ vẩn, ở người ta vừa đi chợ chim về đấy. Được giải khuyến khích nhá, ngồi đi chờ tí. Dạ rồi, suốt ngày chim có. Chơi chim nó mới là phong độ. Này, hả? Chơi Tết tiếc rồi mà không trăng đèn kết hoa cho điện điếc cho tưng bừng lên không? Không nhìn hồng xiêm nè, trăng kín hết rồi. 7 giờ tối là đèn nháy bật tưng bừng lên. Cả xóm đều sang chơi đấy. Tưởng về Tết tiếc phải bật ban ngày nó mới ra không khí. Vớ vẩn mà hâm, thừa hơi. Tự nhiên cứ Tết duy nhất như thế này vất vả. Làm cái gì mà vất vả? Ôi giời ơi, khổ lắm, nỗi khổ ai biết được đâu. Vừa thịt mấy trăm con gà này. Thịt mấy trăm con gà? Ừ. Thế nhà ăn hết mấy trăm con gà? Thì cái thịt cho nó vui, ai đến thì mình bỏ ra ăn, xanh xanh tí. Thế cả? Này, hỏi thật nhé. Nhà đệ thì gần ấy à? Sao? Gần Trạm Xăng à? Trạm Xăng là sao? Nổ tởm thế. Huynh từ sáng giờ đâu cắt mặt tối nhá. 1 tỷ việc, 1.000 việc đều đến tay cả. À? Nào, rửa lá bánh này, chẻ nạt này, nhá. Gói bánh trưng, vừa gói xong 2.000 cái xong. Cái gì? Vừa gói 2.000 cái bánh trưng xong. 2.000 cái? 2.000 cái. Buồn à? Buồn cái gì đâu. Mình cứ gói 2.000 cái, rồi là mình không ăn hết để hàng xóm thiếu mà nhân cho. Đấy. Điều hơn mình. Chỉ có ba dai mới hiểu được túng xuất. Đúng rồi. Nhưng mà nói thật nha, nay đệ sang đây là huynh cảm thấy là có vấn đề. Bởi vì dù sao là huynh với đệ giận nhau nó cũng hơi lâu lâu rồi. Ừ. Thì sang là có việc gì? Chắc chắn là phải có công việc rồi. Nhưng mà cụ thể nó là việc gì? Việc ấy. Là việc gì? Trước khi vào việc thì anh em mình phải ấy. Này, giở người à? Cái gì? PD à? Không, khổ quá. Hiểu. Được, chờ tí nhá, đợi hơi. Công việc nó phải quan trọng chứ, phải kẹt lắm, cứ phải gợi ý mới mang ra. Chơi nhau bao lâu rồi, không hiểu tính, mà phải gợi ý, mất cả cái tình. Đây. Huynh với đệ là cứ phải tưng bừng nha. Đấy. Chú láo thế. Ừ. Này. Thế còn cái gì không? Thế sao lại... Đây nhá, cái rượu này nhá, có biết là thế nào không? Rượu này, rượu tình, uống vào cho đỏ, môi mình, môi ta. Rượu này, mua tối hôm qua, đêm hôm qua đi mua. Ừ, một tí nhá, kì, hôn gái. Này, à? Từ. Sao? Uống rượu này có nhảy công rượu chết say chết á. Đây này, có cái rau sơm ấy rồi. Rau sơm mà chơi với rượu tuyệt vời, rau răm này. Ngớ, mời. Có gì đậm hơn không? Ừ, mời đệ. Này, cái gì đấy? Hả? Cái gì đấy? Bị thần kinh à, dò à? Ôi, thôi. Cái lại đồng cỡ này làm sao? Cái gì thế? Mà khóc cái hết buồn cười à. Làm sao? Ôi trời ơi. Này. Cái gì? Ông có hồi hình dung là một trận bóng đá à. Mà có thủ khôn à. Mà không có tiền đạo chứ nó khóa à. Đi đâu? À. Đi đâu? Đây. À. Tức là đệ bảo là huynh thiếu một cái răng như gì? Phát hiện. Phải hiểu cái nỗi khổ.
hôm qua lên thị trấn xây rượu thịt chó, thế là Phóng đi đường trên đây về, gặp hai thằng thanh niên nó đánh võng lạng lách thế nào đâm bố vào mình, mặt mình đập suýt nữa vào cái bãi thế là thế. Ai? Có chết không? Chết mà còn ngồi đây à? Dở người. Ừ nhỉ, lạ nhỉ. Ừ. Sao bây giờ cứ phóng nhanh vượt ẩu thì không chết à? Những người đi điềm đạm lại chết. Ừ. Lạ nhỉ. Đấy, em cứ phải cẩn thận này. Cẩn thận. Chính xác. Cẩn thận. Ủa, đi bộ không đội mũ bảo hiểm? Sao không đội mũ? Tại sao phải đội? Em có đi bộ đâu, em toàn trên cây trèo trèo tường. Chẳng may ngã. Vào nhà huynh bỏ mũ bảo hiểm ra, ngồi nói chuyện mà con mũ bảo hiểm này bí bách lắm nhá. Bao năm rồi vẫn lo cái nhà này, xây lâu rồi. Này, đây còn quàng khăn nữa, quàng khăn khác nào cái loại dở không? Trời may gió mùa nó về uống sao? Uống rượu đi, chơi. Câu chuyện này nói chuyện nào, uống rượu. Mày bú nhanh thế, rợi tao tí chứ. Không vào. Sao thế không thiếu vào? Thiếu cái gì? Thì có dâu thơm đây rồi, thiếu cái gì được nữa? Mình à? Xem còn cái gì không chị? Anh em mình bàn vào công việc nó phải cẩn thận lên tí thì em mới nói chuyện được chứ. Cả xóm này nó bò vùng nói đệ không sai tí nào. Đệ là cái kiểu mà gọi là uống rượu là tốn mồi đúng không? Không. Đợi huynh tí, yên tâm. Cứ phải gãi, kẹt lắm. Đây rồi. Đệ là khách quý nhá, thì huynh đi bỏ ra nhá. Như cái này cái gì đây không? Gì đây? Đây nhá, con gái là mới gửi từ thành phố về đấy. Bánh Ricci. Ricci là bánh gạo, loại này mà uống với rượu thì thôi rồi tởm nhá. Bởi vì rượu là cao gạo, còn bánh này là bột gạo, hai cái cộng vào với nhau là mình uống là hơi xạo. Nhưng mà không ra gì không? Dù sao nó chắc chắn là phải hơn ổi với ớt nên rau thơm này rồi đúng không? Nè, chơi thử nha. Này, cái quái nào nhá, quý nghề ăn cái loại mềm thì được, cái loại mà cứ cứng cứng thì thế đếch nào mà hai hàm răng cửa mình lại không bập vào với nhau. Này, toàn chơi bằng hàng đấy. Bánh này ngon đấy, ngon đấy. Được, ngon này. Cho em mấy cái tí em về thắp hương nhá. Lấy về thắp hương á? Chơi rồi cơ mà. Cái này quý. Được rồi. Đệ này, huynh là muốn tâm sự với đệ một nhời. Cứ việc nói. Đây là cái tâm sự mà muốn chia sẻ với đệ. Trời luôn. Rượu uống chẳng say. Vịt dâu uống rượu làm hay cho đời. Không biết có hay không hay là họ cười. Kệ họ. Kệ. Ừ. Ai cười thì mặc ai cười. Những thằng cười đều. Những thằng cười đều. Cười đều thì làm sao? Răng. Đệ nói đệ huynh đi à? Ấy, ai dám vô tình ấy. Ai đời nào huynh đệ với nhau. Thế thằng nào thiếu răng ở đây? Nghe đây này. Ừ. Dầu với vịt hai đứa cực thân nhau. Thân nhất làng luôn nhá. Tuy có chửi nhau nhưng vẫn rượu. Mình chửi nhau đã đánh nhau bao giờ đâu. Vợ huynh cấm em vẫn trèo tường sáng uống. Sợ gì đâu. Mà này con mít vợ em nó cũng chẳng phải dạng vừa. Con này gấu lắm. Nhưng mà sợ chi. Đúng rồi, không được sợ. Rồi mà một khi ta đã ghép cái bàn là ghép thì này quỳnh làm sao bây giờ có bọn mua đồ điện đi dòng. À đúng rồi gọi vô vào trong ta bàn. Ê bạn là mua không.
như vậy là cứ phải song phi à quên song kiếm và bích nhé. Chơi 50 nhá. Không, chơi từ 20 từ dưới lên đi. 20% từ dưới lên. Dưới lên nó là cạn rồi còn gì nữa. Riêng dân rượu mà nghe gặp anh em mình mất điện luôn. Chứ còn sao nữa. Chờ. Bọn nó uống rượu là không có đẳng cấp. Tụ huynh cái để uống rượu có đẳng cấp. Cái chất uống là cái kiểu là chó xem tát ao, đúng không? Nghe mà sơn. Ê, hả? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại trước khi vào câu chuyện nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì. Thiếu gì là thế nào? Huynh bổ sung thêm đi chứ cái này không có gì chấm à? Này, đệ không chữa được cái tính la liếm nhỉ. Chả bao giờ mời huynh một ly mà cứ suốt ngày gạ nhậu gạ nhẹt đây. Điều thế. Hôm nọ đám cưới nhà hàng xóm tôi chả mời huynh sang uống là gì? Mời bao giờ? Mời hôm nọ đám cưới nhà hàng xóm tôi gọi huynh vào uống thoải mái lên gì nữa. Đấy là hôm ấy đi ăn xịn. Về bây giờ con dỡ mặt đây này nhá. Chờ tí đi đâu đấy? Đi mặt. Đi đâu đấy? Loại dở uống rượu chưa được một ly đi. Yếu thật nè. Này, ra khẩn trương nhá. Đừng có tắc mắc cái gì trong đấy đấy nhá. Đây rồi. Tranh thủ lúc đi ra bờ một khả. Ten. Úi dồi ôi. Đấy, thả nào. Diện thế này. Giờ mình bắt đầu vào chân thế này. Được. Trước khi anh em mình vào cái chuyện thông nhau. Thông gia. Rồi. Hai anh em mình thông gia. Thì chứa uống đã say. Nào, đây, kịch cái. Ôi giời, ngon đấy. Chờ tí nhá. Chờ tí. Chắc lại mang gà vịt ra góp vui. Đây, riêng cái món đấy là phải có cái này, hiểu chưa? Đây. Chơi. Để chơi đi. Chơi xong rồi bàn chuyện luôn nhá. Rồi, ừ. Nào, kịch với nhau cái nào. Ôi trời ơi, ngon thế chứ này. Này, lòng đệ mua ở đâu đấy? Mua đâu? Vừa đi ra đằng sau nhà huynh. Thấy thằng nào nó vứt cái đĩa lòng rơi giết thì mình nhặt luôn mang vào đây góp vui. Chứ không phải là mang từ nhà sang à? Mang nhà đâu, đôi điên là mang nhà. Ôi. Này. Để lấy lòng ở nhà huynh nhá. Đi lại ở vườn đấy. Trời ơi, ông có biết đĩa lòng này là thế nào không? Thế nào? Trời ơi, tôi chết với con vợ tôi rồi. Trời ơi. Nhả ngay ra. Cái đĩa lòng này là nó mua từ sáng sớm để tối nay cúng giao thừa. Đấy, khổ quá, cái lòng này là lòng để cúng nha, nghe chưa? Trời ơi, tưởng là lòng này rơi. Trời ơi, rơi cái gì? Chót thử ăn này, cứ ăn. Ăn là ăn thế nào? Khổ quá, cứ nhậu nhẹt làm gì cho nó khổ. Mọi cái mùa nào mà cũng không biết gì. Không biết ăn với nhau, cúng bạn. Rồi uống rượu thế này. Lâu lắm là huynh cái đệ mới gặp nhau đấy. Cho nên là rượu đây muốn cho say phải hết 100%. Thôi, 80 thôi. Là vì là uống cho vui mà thôi. Uống cho vui người ơi. Và quên đi hết bao giận hờn của chúng mình. Đúng quá, quên luôn. Không say không về nhá. Mà say em cũng không về. Em quyết định nhà ngủ ở đây. Ngủ tại đây á. Nâng ly lên đi uống thêm chai nữa cơ mà. Ôi, uống nhiều thế. Nâng ly lên đi uống thêm chai nữa cơ mà. Không, rượu không được em. Kèo không còn dép để em chạy về nhà. Không chạy được là nằm đây đây nhá. Nằm đây kệ đây nhá. Kịch. Rượu thì uống bằng ly cho nó công bằng. Cái càng uống cái này còn càng được tợp cái này để mà hết rượu à. Nha, chơi đi. Mà mình nói chuyện tới đâu rồi nhỉ? Câu chuyện về con bàn là và thằng Đoành nhà bác. Thì lên ngồi đây. Ngồi đây nói chuyện nó đàng hoàng thực tế đi. Nói gì thì nói. Làm sao? Nhắc đến chúng nó. Em hận bác.
Hận tôi là hận ở chỗ nào? Hận như thế nào? Sao lại không hận? Hận cái gì? Nếu không phải tại bác à, thì làm sao? Thì giờ này làm sao? Chúng nó đã bên nhau hạnh phúc. Khổ quá, cũng tại đệ. Cái ngày đấy đệ đừng có hỗn hào với huynh, thì có phải bây giờ chúng mình đã thông cống rồi, à thông gia rồi không? Thế tại sao mà đệ lại còn lại uống rượu nhà huynh xong dở mặt này định sông phi ở mặt huynh? Như thế là mất đạo đức. Nó gọi là ăn ốc xong rồi là lại nhổ tẹt vào mặt người khác, hiểu chưa? Nhưng mà dù sao nhá, đây đừng có vứt lòng mình đã nhai đâu nha. Thì tóm lại, mình là người cha người mẹ, ừ, không nên chia loan giải thúy bọn nó. Thực ra là huynh ấy cũng không chia loan giải thúy, nhưng mà xét cho cùng, đệ với huynh nó có nhiều cái bất ổn. Bất là sao? Có nghĩa là nó không hợp nhau, cho nên để bọn trẻ nó lấy nhau là nó không hợp lý. Không được, không được. Nếu mình không chia loan giải thúy, à, nếu mình cứ vun vào cho chúng nó, à, thì giờ này có phải mình có con có cháu mà bế rồi cho nó vui gì không? Kể ra đệ nói cũng phải. Đệ đứng lên, tôi nói cho. Cái gì? Đệ, đệ có biết là trước khi thằng Đoạch nhà tôi đi Tây, nó lấy hết tiền của ông. Vớ vẩn, nó hẹn con bạn là ra bờ đê để làm gì biết không? Hấp diêm. Ồ láo nào, nó hẹn con bạn là ra bờ đê để nó làm một việc quan trọng. Rồi nói đi. Nóng hết cả người. Một việc rất quan trọng. Quan trọng là sao? Đấy là cái việc. Việc gì? Trả lại cho em chiếc chuông buồn buồn. Ngày con thơ ngây lấy ra tròi cũ. Ôi trời ơi. Trả lại con tôi chiếc chuông buồn buồn. Nó lấy ra tròi cũ làm con tôi mất xin. Ôi giời cao đất dày ạ. Biết vì sao không? Chỉ vì hai ta đắm say rượu chè mà để ai con sẽ chia cuộc tình. Phải lỗi lẽ do huynh. Chỉ vì huynh đây cứ chê con bạn ta. Chê bao giờ? Cứ chê nó bị già làm nó chán. Nó đi Tây thế là chia rẽ. Hai đứa nó bỏ nhau. Do tôi à? Không do huynh, chắc do tôi. Vớ vẩn. Được rồi. Cái chuyện cũ thì bỏ qua đi. Còn bây giờ gặp nhau đừng có bới móc nhau làm gì cho nó đau thêm nhá. Ngồi xuống uống tiếp. Này, rót cao thế làm sao vào ly được. Rượu tốn. Này, nghe chưa? Mình ra tiếp. Ừ. Để chơi đi, đỡ cho huynh đi nhá. Mới thực sự nha, chuyện tình cảm của chúng nó cả làng này nói quá tuyệt vời. Chúng nó đẹp như Romeo và Juliet, nó đẹp như Thị Nở và Chí Phèo, đẹp như Lan và Điệp mà cuối cùng lại không thành công. Thế mày ăn thật. Này, à đệ đệ. Đệ. Theo đệ thì thằng Đoành với con Bàn Là, hai đứa quen nhau lâu như thế, liệu chúng nó đã... Đã sao? Tức là nó đã tăng chưa? Tăng 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 là gì? Tức là nó đã từng tưng tưng nha. Từng tưng tưng sao? Tức là nó tèn 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 chưa? Khổ quá, nói toạc ra đi cứ ấy thế, nóng hết cả người rồi này. Đây. Đê. Theo đề thì thằng Đoành với con Bàn là nó tới đâu rồi? Có khả năng chúng nó... Làm sao? Chưa dám thơm nhau. Thế á? Chưa ngồi sát lại. Này! Mà sao như đã như là của nhau, chưa nắm tay nhau, nhưng người đã rực. Này, mà sao hai đứa chẳng làm gì nhau? Tôi biết con tôi hơi bị đàng hoàng, còn tôi cũng hơi bị chính chuyên. Tôi biết con tôi phong độ mà tuyệt vời, còn tôi cũng hơi bị nên là thằng Đoành đi sang Canada, điều đi Malaysia làm nghề trồng cỏ bên đó. Mang tròn mối tình sang đây bao.
cứ đứt lục xuất với nhau. Để ăn nhậu ở đây thì ai trả tiền? Hả? Ai trả tiền cho đệ? Đáng bao nhiêu mà thế mới gọi là thông nhau chứ. Đừng có đùa xem lại đáng bao nhiêu nhá. Mà nói thật, đệ là có thằng con trai, là có thằng Đoành. Rồi. À quên, Huynh là có thằng con trai. Thằng còn... Đoành là thằng thằng Đoành nhà ông. Là cái thằng trông gậy nhà tôi. Còn bạn là con của tôi nhá. Thằng Đoành nó là con trai. Vì vậy tương lai nó sẽ là cụ chuột. À quên, nó sẽ là chuột cụ. Nó sẽ là trụ cột của cái họ Nguyễn Công nhà tôi nhá. Thế còn con bạn là con bạn là nó là dâu. Cái đệ phải có cái giáo dục, hiểu chưa? Tức là nói thế tức là sao? Còn nghĩa là các cụ bảo rằng dạy con, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc vừa sờ đến mông, dạy con để lúc lấy chồng khi về bên ai, tức là về bên họ nhà trai, họ không chồng mông vào mặt mình, hiểu chưa? Này, hả? Mày có tin bây giờ tao phang phát mồm mày gãy lốt cái răng được không? Sao lại mất dạy thế? Huynh đệ sao để giờ chuyển sang mày là thế nào? Nhưng mà chồng mông với nhau thế là không được. Ý của Huynh ấy là muốn nói với đệ rằng có con gái là phải dặn dò, phải dạy nó đàng hoàng tử tế, để làm sao nó về làm dâu nhà này nó gọi là trai tài, phải lấy gái sát, mà đặc biệt là nó phải là vợ hiền dâu thảo, nghe chưa? Ngoài ra bảo vâng. Này đệ, Huynh nói cho đệ biết nha, mình là phải học cái dân thành phố, có hiệu vào rồi, nó tê lê phê rồi, Huynh với đệ là phải đan sinh tí. Anh em mình ý là anh em mình đi khai thác đá đúng không? Không phải là khai thác đá, đập đá. Tức là mình phải dạy, nếu mà mình muốn đi dạy nó bắt. Chứ mình đang xin cái này dạy á. Mình đang xin đập. Nào, để bật tí nhạc đi cho nó máu nhá. Nói gì nói, nghĩ thì nghĩ, làm gì thì làm, nhưng mình vẫn phải vên nét về cái chuyện chúng ta là người cha người mẹ. Sao? Phải biết giáo dục con. Rồi vẫn giáo dục với sao? Không, để chưa giáo dục con bằng là đào hoàng tử tế. Để giáo dục nó chưa nền nếp. Tôi cho nó đi Campuchia đấy thì... Campuchia đấy chỉ là tạm thời. Nó sang đây nó rửa bát cả nôi đấy. Nhưng mà tôi muốn nói rằng ở làng này có rất nhiều điều tiếng nói xấu về con bản là. Không đấy. Phải sang đấy nó lao động chân chính, mà nó đi sang đấy để nó bán bản là. Không mà. Kịch cái nào, kịch cái nào. Này. À, cái gì? Tự nhiên mình này thích phang nhau cho nó vui. Cái thằng bố láo này. Phang nhau tí cho nó vui đi. Nghe lại rửa mặt như lần trước à? Ta cho rượu mày ăn, ta cho cái đồ này mày uống. Thế mà mày này định rửa mặt mày đánh ta là lý do gì? Cứ thích đánh nhau cho nó vui lên, thế thì nó đỡ phí rượu. Nhưng rượu thì vào là phải máu chứ. Thích đánh nhau à? À. Lý do làm sao? Lý do là... Là sợ hết rượu à? Không. Nếu mà không uống được là tao đổ vào đâu. Tao đổ vào đây. Tao đổ. Ném chết đi nha. Mất hết khả năng tốt đấy nhá. Tốt nhau nhá. Bắn hết cái này vào mặt ông rồi. Ông bảo ông tốt với tôi gì? Ông tốt với tôi thế nào? Tốt với tao thì hãy ra mua thêm rượu. Thằng này láo toát đi. Hai thằng đều say thì uống rượu để làm gì?
hay mày tưởng nhà tao có con trai gửi đô la kết tình thông gia để mày xi móc mọi tiền? Cắt đứt thông gia thì tao sẽ phang ngày mày. Mày định phang tao? Tao sợ gì? Mày tưởng nhà tao không có con ở nước ngoài à? Mày đừng tinh vi, con mày chỉ ở Campuchia. Rửa bát lên đi đấy. Mày thích thì ra, ra ngoài kia vật nhau. Nếu thích ra sân thì tao sẽ sống phi mày. Chờ tao, tao cởi quần. Mày cởi quần ra, rồi tao cũng cởi dép ra. Một khi đã thích, chúng ta không cần quần áo. Ta vật nhau nuôi cho nó sướng cái cuộc đời. Chơi luôn. Mày vật tao trước đi. Xem thằng nào người đẹp hơn nào. Mày vật tao trước đi. Từ từ để tao dạo đã. Mày vật tao trước đi. Tao cho mày vào trước đấy. Mày vật tao trước đi. Tao đố mày làm xong vào đấy. Mày vật tao trước đi. Tao nhường mày trước đấy. Mày vật tao trước đi. Tao vật mày chết luôn. Mày vật tao trước đi. Tao cho mày vật tao đấy. Mày sợ tao sẽ thà. Tao phải sợ mày à? Mày vật tao trước đi. Mày sợ tao mới tha. Mày vật tao trước đi. Ô, thằng này dở, cứ nhường mày. Mày vật tao trước đi. Ôi, khổ quá. Mày sợ tao sẽ tha. Đánh nhau mà cứ nhường. Trời luôn, thôi mà. Thôi. Ngọt nhưng mà là rất là chua chị. À, thế à? Thế thì xin mời vào. Ừ, xin mời vào, xin mời vào. Ghét thêm biết đi. Này, em bảo này, em vừa mới đi qua nhà anh nhá, thì bỗng dưng có tiếng nhạc nhá. Úi dồi ôi, cứ nhảy loạn xạ lên. Mà tiếng đàn của anh mà nghe nó cứ réo rắc lòng người ấy. Tự nhiên là chân em nó đi, nó cứ vón vào như quẩy thế này. Thế là dừng luôn, lao vào đây luôn. Ủa thế à? Anh không ngờ em lại thích âm nhạc. Âm nhạc cái gì? Âm nhạc là sở trường sở đoạn của em, anh đừng có coi thường em nhé. Thế hả, anh mắc máy em ghét thế cũng biết được. Thế mà anh cứ tưởng là em chỉ có chát thủy cự. Chát thủy cự nó cũng là âm nhạc, anh hiểu chưa? Chát thủy cự nó cũng là âm nhạc, đúng không? Đấy, âm văn nhạc của người ta là hơi bị đoàn chuẩn. Mà này, đang nghiên cứu về Michael Jackson. Đang nghiên cứu về hắn ta. Thế à? Đấy, anh đã đi đến kết luận. Ừ. Thằng cha này chết là phải. Cái gì? Đây, mở luôn cho xem. Chết là phải là như mở này. Luôn cho xem đây này. Ừ. Mở như nào? Đây đây. Thấy không? Đấy đây. Đấy. Ôi thôi. Ôi xấu hổ quá. Khiếp. Này, cứ túng cái món đấy giật như điện giật thì đấy. Chết là phải. Nó chết vì đồng tiền. Đấy. Chết ngon là phải. Hóa ra là anh nghiên cứu cái chết của Michael đấy. Vì anh là nhạc sĩ mà đi. Anh là nhạc sĩ á? Ôi giời, anh mà là nhạc sĩ á? Anh có mà là nhạc... Nhạc gì? Có mà là nhạc hiếu ấy. Nhạc hiếu mà không làm nhạc. Thế mấy lần em chả thấy anh thổi ở ban nhạc hiếu là cái gì đấy? Anh đã chuyển sang trường phái mới rồi. Sao lại chuyển sang trường phái mới là như nào? Có nghĩa là thế này, hùng ngồi xuống đây. Ừ, đây. Anh giải thích cho mọi nghe. Rồi, tại sao lại chuyển? Bây giờ nhá, đang an sinh xã hội. Đúng. Cái tuổi học trò nó thường kéo dài. Cái tuổi thọ nó thường là rất dai. Các cụ không chịu chết. Cho nên từ hôm qua là anh giải tán cái ban nhạc hiếu rồi. Nhưng mà em bảo này, nhưng mà tại sao để giải tán mà nhìn bây giờ anh làm cái gì? Bây giờ anh chuyển sang âm nhạc dưỡng sinh. Bắt đầu. Bông hoa thơm con bướm mi nói lượn đi. À mà là con bướm mi. Khổ quá. Em đập mũi đập ruồi đấy à? Anh đập nhịp, khổ quá. Chị đã bảo là em phải đập đúng cái nhịp đi vào từ bướm. Đúng, chưa? Đúng. Chắc là em muốn đập vào từ bướm. Nhưng vấn đề là cái từ bướm ở trong bài của chị nó bay nhanh quá. Em không đập vào từ bướm, em phải đập vào mắt. Thôi. Cô đập vào mặt ai đấy? Cô để sáng tặng lại ban giám khảo phải không? Thôi, không căng thẳng quá mà lại đánh nhau bây giờ. Thằng xem đấy. Thế này, mình làm gì thì làm mình vẫn phải học em ạ.
Tóm lại là phần thẩm âm đập nhịp đã xong. Đúng. Đấy. Thế bây giờ là chị xin có ý kiến là thế này. Bây giờ ta chuyển nhá. Chuyển sang cái phần phổ nhạc. Phổ nhạc. Phổ nhạc. Phổ nhạc. Phổ nhạc lấy nào ạ? Phổ nhạc có nghĩa là cái nhạc người ta có sẵn rồi. Bây giờ em phổ lời vào. Hiểu không? Kiểu... em viết lời vào. Kiểu đấy. Kiểu như là thế này, cái cục xương ấy nó mất hết thịt rồi. Bây giờ muốn nó đẩy đà lên mình đi. Cho thịt vào. Đấy. Để nôm na tóm lại là ví dụ như thế này nha. Ví dụ chị chỉ phổ một câu, ví dụ có nhạc như thế này. La 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 thì viết nhạc vào, viết lời vào. Mày hâm quá. Đúng không? Đấy. Đấy, đấy, đấy. Tưởng gì? Kiểu đấy á, dễ lắm. Thế anh mà chơi được luôn. Chơi luôn. Bây giờ đơn giản, chị sẽ ra một cái câu nhạc như thế này. Xỉ son mí. Xỉ son mí. Rồi, em phổ đi. Có cả nốt xỉ á chị? Quá, em không hiểu gì cả. Không những có nốt xỉ mà nó còn có cả nốt vả nữa. Đây. Chị. Đây. Phong phú đấy. Âm nhạc phong phú nhỉ? Phong phú đấy. Em phổ đi nào. Phổ đi. Nào. Xỉ son mí. Là gì? Là chỉ ăn cháo. Gần được rồi, cố lên. Cố lên. Tí nữa. Cố lên xem nào. Nào. Xỉ son mí. Là... cố lên, cố lên. Cắt đường cho anh. Là gì? Là hỏi con chó. Xuống được đấy, được đấy. Đây. Kiêng thế không biết, vừa nói xong rồi lại có quỷ hiện hình ngay lập tức rồi. Thế nào? Hello em, anh chào em. Em chào anh chị à. Chị chào em. Này, rằng thưa tức là thừa của đấy. Nhà em có điều kiện đúng không? Dạ, không dám giấu gì anh chị. Em vừa rút được 500 mét đất ạ. 500 mét đất ở phố Hàng Đào của em. Đâu? Không, phố Hàng Đồi ạ. Phố Hàng Đồi. Vâng, thế ạ. Hàng Đồi ở đâu? Hàng Đồi ở Sóc Sơn, Vĩnh Phúc ạ. Này, ui xùi mũi đỏ tức là vượng lắm đấy. Dạ. Anh ơi, mũi đỏ tức là chân cá. Chân cá. Em ơi chị bảo này, trứng cá em đừng có nặn. Nặn là nó thâm mặt, nó xấu đi đi em ạ. Dạ vâng ạ. Nhá, thế em đến đây để tập nhảy ạ. Dạ vâng ạ. Đúng rồi ạ. Đến đây để tập nhảy. À, thế gặp chị có ngay. Chị sẽ dàn dựng cho em một điệu nhảy cực kỳ. Nhá. Hả? Em không nhảy với chị, em nhảy với anh này. Nhảy đi anh ạ, nhảy luôn. Ta nhảy luôn. Thôi, chị Bảo, em đừng có vờ vập như thế, đúng không? Em vào đây ấy, trước hết ấy, em nhìn cái biển hiệu đây, nhà chị đây này. Đấy. Tiên học lễ, hậu học nhảy. Đấy. Em rõ chưa? Lễ là cái gì ạ? À, lễ có nghĩa là thể lực ý. Đấy. Đầu tiên vào em phải củng cố thể lực, sau đó em học nhảy. Thể lực luôn ạ. Nhảy luôn à? Vâng ạ. Sao em lại cứ dính vào anh như thế? Hả? Sao em cứ dính vào anh như là sao? Em muốn hôn anh ấy à? Hả? Đúng rồi ạ. Sao chị biết? Thế à? Em sao bên này? Em sao bên này? Chưa chi vào nó chỉ có hôn mới hít là chỉ dính chặt vào nhau như thế nào ấy nhỉ? Nhẹ nhàng cái gì quán triệt rồi nhá, không nói nhiều nhá. Đây, đầu tiên chị bảo em phải nhấc cái này lên. Mấy chục lần. Đấy. Nhấc lên. Đơn giản à? Cái này chỉ bằng gánh khoai thôi mà. Em thử đi. Thử xem nào. Luôn nhá. Luôn nhá. Luôn vào ngay. Ôi giời. Thôi em ơi, thực hành luôn nhé. Làm luôn. Để chị chuyển. Này, khánh. Từ nhé, không rơi vào chân tôi đấy. Chưa nặng lắm đi. Vui quá, tập văn nghệ à? Sao văn nghệ, em muốn nói như thế? Hả? Chết rồi. Cô sao? Hát kiểu gì mà để cái thằng cha họa sĩ dở nó đến nó bây giờ nó cứ thơn hớn thơn tớn là thế nào? Thế trong mặt nó thế kia chả hớn lên thì làm sao? Này, tiếng đàn thì vút lên như thế, lời ca thì khấp khổng như thế, mà không hớn là sao được, phải vui chứ gì? Vui thế nào? Em nói cho anh biết nó
có phải là thân quyến đâu mà được hiểu được nước mắt chết, của nó. Hỏng bét rồi. Chết rồi. Rồi. Nhưng mà tóm lại ông đến đây làm gì đây? Ông đến đây gì thì vẽ trong... là chân dung chó hay chân dung lợn? Trông ăn mặc trông như là ba vị thế này. Xin thưa với hai vị. Thứ nhất ý, là đi vẽ xong. Thứ hai là đến xem biểu quảng cáo của mình. Thứ ba là thăm các bạn có đông khách không. Và thứ tư là định đến đặt được 7 điếu văn đúc sẵn. Giới thiệu về cái phần thân thế thi thể của anh như thế nào để tôi ghi chép ở đây. Thân thế chả giấu gì các vị. Tiểu sinh muốn xuất thân là người vẽ tranh truyền thần Thố Huyễn. Có nghĩa là bình thân tiền thân bình sinh là ông liên quan đến người chết. Đúng rồi, chuyên chụp ảnh người chết đúng không? Trên phố Bình Yên truyền thần người chết, truyền thần người chết và cả người sống, kể cả các cụ, kể cả các bé trẻ thơ đều truyền thần hết. Đồng khách lắm, đồng khách lắm. Tức là liên quan đến cái chết. Tức là liên quan đến cái chết. Quá đúng. Tiếp theo. Khách tua tủa, khách đông không kể xiết, buồn ca không hết. Vâng. Nhưng than ôi. Than ôi. Có một chiều thu lá thu rơi. Một chiều thu lá thu rơi. Đoạn này hay lắm. Viết y xì vào. Phải ghi luôn. Không được sửa. Phải ghi luôn. Tiếp tục. Chỉ có một chiều thu lá thu rơi. Nhưng tại sao lại rơi? Tại sao lại rơi? Bởi vì Mililab. Mililab. Photoshop. Mọc ra nhan nhản. Mọc ra nhan nhản. Thế là truyền thần thành ra thất thần. Truyền thành thất nghiệp. Nghề truyền thần của tôi ra bã. Thế à? Thế rồi sao nữa? Tiếp tục. Đoạn này lâm ly đấy. Đoạn này lâm ly đấy. Ờ đấy đấy. Ghi luôn vào. Không sửa. Nhưng có ai ngờ đâu. Có ai ngờ đâu. Một ngày kia bình minh lóe sáng. Làm sao nữa? Mặt trời tỏa khắp nhân gian. Tỏa khắp nhân gian. Cửa nghề rộng mở. Ôi trời ơi, anh quá. Phở mì tôm ra đời. Ôi rồi. Các thứ hàng quảng cáo ra đời. Ra đời. Thế là từ thất nghiệp, từ truyền thần chuyển sang quảng cáo. Và thế là Phở Tuấn, Mì Lan, Lòng Phan, Tim Mi, Muốn đậu mắm tôm. Đây. Tất cả đã nuôi truyền thần trở thành một nhà quảng cáo đại tài. Đại tài. Tuyệt vời. Sao ý bản chính. Đây. Rồi. Được rồi. Chúng ta được bây đây. Giờ thế này nhá. Bây giờ thế này. Bây giờ ông ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Ông ngồi xuống đây. Bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại tất cả những cái phần mà thân thế của ông và ông vừa giới thiệu. Đúng không? Đấy. Tôi ghi sai thì ông phải chấp nhận. Đúng rồi. Đấy. Ghi sai có chấp nhận không? Không sai là của người khác, phải ghi đúng cho mình chứ. Thế này. Không, tôi viết điếu văn, ông viết điếu văn. Không viết luôn đi. Không. Nếu như bây giờ người ta vẫn còn sống, mà mình quan trọng là viết cho người sống, người ta được quyền nghe và được quyền phản bác. Đấy. Anh một cười. May có cô này chất tôi nghe. Tôi đọc lại cho này. Bây giờ anh nghe. Nghe đây này. Nào. Tôi đã chép lại hoàn toàn vào đây. Vâng, đọc gì ạ? Tôi đọc thành thơ cho nó văn học. Không được, đầu tiên anh phải tóm lược chứ. Tóm lược cái nội dung nhá. Tóm lược nội dung. Nếu như sai thì anh ấy còn sửa. Sau đấy anh sẽ thành thơ. Đúng rồi, đây. Anh nghe đây, nghe đây này. Quát mồ hôi hột. Bản quyền bài điếu văn này gió văn đường võ ngày phát ra. Hay không? Nghe câu đầu là thế anh. Ôi trời ơi. Bé giọng mà giọng trầm xuống cho nó xúc động. Bé giọng nó phải xúc động. Ôi thôi. Thế là xong. Đại danh họa nằm kia như thiên thần đang bất tỉnh. Bất tỉnh này có nghĩa là chết lâm sàng ấy. Sao lại chết lâm sàng? Thì ai lúc, chết? Lúc đọc đứa văn này là tôi chết rồi cơ mà. Ôi giời, người nào chết trước khi chết là phải chết lâm sàng xong mới chết thật. Đúng rồi. Đúng không? Đấy. Lâm sàng thì mới chết thật. Lâm sàng. Bởi vì người ta chết lâm sàng người ta còn chờ đợi xem là có cái hy vọng gì nó lóe sáng hay không. Rồi. Mình chết nhưng mình vẫn phải tin tưởng. Tương lai người ta mới để ba ngày chết đây. Thì anh đọc luôn đi. Đọc luôn đi. Đang ngồi hộp đây để tôi đọc luôn này. Sinh thời ông sinh ra đã liên quan đến người chết, chuyên về ảnh thờ lớn với huyện Bình Nhân. Nhưng tháng đôi có một chiều lá thu rơi, kỹ thuật số ra đời, thế là danh vọng của chúng ta chuyển sắp thất thần thất nghiệp. Nhưng kìa, ơ kìa, bình minh lại lóe lên, cơm phở mì cháo bung ra ta lả. Thế là đại danh vọng của chúng ta chuyển sắp còn cả túi bận đôi bàn tay tài hoa. Phở Tuấn, cháo tim gan tuyết lan, bún đậu mắm tôm ngọc mì lu lượt ra đời. Thế là hết rồi. Sao? Hiểu gì không? Không hiểu. Hay quá.
nó không có vần điệu gì cả, thế thì ai mà nghe quá được? Đấy là vần nháp, đây là cái nháp của người ta. Nháp. Thì bây giờ muốn để cho nó xúc tích thì tôi sẽ cô lại cho ông, được không? Vâng. Cô luôn đi, bọn em rất nhiều công đoạn, anh hiểu không? Đây là vần nháp, nhá. Cô là... anh cô, em đi bật bếp ga cùng cô. Điên à? Sao? Thì có phải là đường đâu mà cô lên để trưng thánh nước hàng hả? Rồi, thì bây giờ anh cô đi. Cô đây này, nghe đây này. Cô luôn đi. Để cho nó tính văn học. Thôi. Sau đây tôi xin tóm tắt lại bằng âm ngữ văn học. Không, thơ đi. À thơ luôn. Chuyển thơ luôn. Ô hô. Anh nghe thơ nhé. Ô hô. Hết một thời dòng chơi phố huyền. Không, ngâm cơ mà. Vẽ truyền thần nước tiếng gần. Anh ngâm nghiêm túc và ngâm lại. Ô hô. Hết một thời dòng chơi phố huyền. Vẽ truyền thần nước tiếng gần. Một chiều thu gió bay xa, lá vàng rơi rụng chan hòa niềm vui. Khi mi ly lạc ra đời là nghề vẽ đã hết thời và ngã son. Bỗng đâu phở hết rồi cơm cũng là bún đầu dập dồn tung ra. Đúng rồi. Kìa riêng mé đây dưa ca, càng nhiều càng lắm biến ra kịp thời. Đây là nghệ thuật ai ơi, muốn thu nhiều lãi phải kịp thời quảng ngay. Chị tìm chúng tôi có việc gì? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Chả là em nghe tên công ty anh chị từ lâu rồi. Thôi, cho nên hôm nay em sang đây để muốn trả thù cho con chó nhà em. Tại sao? Em muốn học cái môn khẩu chiến. Khẩu chiến á? Vâng. Khẩu chiến có nghĩa là khua môi múa mép. Vâng. Thế mà khua môi múa mép thì có nghĩa là võ mồm. Vấn đề này trường phái của em. Được rồi, trước hết chị phải chuẩn bị cho em một cái áo giáp chống dao. Áo giáp chống dao gì? Rồi ôi, nhà em có một cái mâm nhôm cũ, em quấn vào người mặc áo ra ngoài làm sao nó biết được, chém thoải mái đi. Ok, mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm gì? Rồi. năm cái à? Vâng. Thế thì còn đi khẩu trang. Khẩu trang á? Ừ. Ôi, khẩu trang rồi, ôi 9-10 cái là chuyện bình thường. Bông ngậm à? Ừ. À. Bông ngậm. Nhà em có một cái chăn bông cũ, em lôi ra gấp thoải mái. Tốt. Này, thế là đủ đồ chơi rồi. Này, nhưng mà còn có khóa không? Khóa gì ạ? Khóa cửa. Khóa cửa? Bảo mình mấy chiếc. Ui, khóa tốt. Vâng. Nhưng mà này, lý do tại sao đến đây học? À, lý do gì? Chả là em có một con chó phốc. Rồi. Rồi ôi, nó đáng yêu, thủy mị nết na vô cùng. Ôi dồi ôi nhá, chị biết không? Lông nó trắng mượt. Rồi ôi, môi đỏ, mắt đen lấy. Thế mà cái thằng hàng xóm nhà em, cái thằng xe tăng nhỉ? Đấy, sao được gọi nó là xe tăng? Ôi dồi ôi, chỉ vì là nó nhá, nó gầy dơ bõ ra. Nó đi một đôi giày to như đôi xe tăng ấy. Đấy, chính vì thế. Vâng, đôi giày khủng bố to như xe tăng. Chính vì thế em gọi là thằng xe tăng. Đấy, nó dã man, nó đá con chó nhà em. Chính vì thế mà hôm nay em muốn sang đây để nhờ anh chị để trả thù cho chó nhà em. Quá căng. Vấn đề này là trọng án chứ không phải đơn giản. Đấy, quá trọng án. Đấy, chị ngồi. Quá trọng án. Chị cứ ngồi xuống. Để tôi nghĩ. Nghĩ nhanh lên chị. Vấn đề này là... Từ. Nhá. Dạ. Nhá. Cố gắng. Dạ, chị ơi. Cái gì? Chị ơi. Khổ quá, chị nhanh, chị nghĩ nhanh cho em cái. Bởi vì tại sao hôm nay em sang? Em khẩn cấp như thế là vì hôm nay cả chủ lẫn tớ nó ở nhà. Em muốn trả thù ngay lập tức ngày hôm nay cho nó khỏi mấy khi nó ở nhà. Khổ quá, em cắt cùng cầy cho nên cô sang đi làm việc cái tôi cứ khua môi múa mép nhiều thế. Cái da cắt lượng người ta phải nát óc rồi mới nghĩ ngoài kế. Nói nhiều quá. Tóm lại, nhà chị có thành phát đai không? Đấy, có thành phát đai không? Thành phát đai nó là cái gì hả chị? Đài phát thanh. Ôi giời ơi, đài phát thanh thì nói luôn là đài phát thanh, của thành phát đai đó thì đấy, ai mà hiểu được. Đấy là ngôn ngữ chuyên môn. Trời ơi, đấy là từ chuyên môn của chúng tôi. Đấy. Vâng, nhá. Đài có không? Có. Đấy, âm ly loa đài đủ cả. Nhưng mà chỉ mỗi tội là hay mất điện. Chào cô. Dạ. Chú Trung Hiên là con quen. Dạ. Hình như là hôm đám ma bạn tôi là anh Thổi Kèn Tàu. Đúng. Cũng tinh chuẩn quá. Không cần chỉnh. Cô nhớ quá. Dạ. Vâng, nhưng mà mời cô ngồi. Con chuyển sang nghề mới rồi. Ừ. Đấy. Mà nói thật với cô là
hôm nay lại thêm cụ thứ 49 rồi đấy. Này là 49 cụ đến học đấy, đông lắm, lớp con được đông 49 cụ đấy. Đấy, 49 cụ mà. 49 học viên cụ ạ. 49 học viên mà. Vâng. Và họ ăn đi đâu hết cả rồi. À họ... Dạ, dạ thưa cụ, dạ, họ ra trường hết rồi cụ ạ. Đi ra trường thì họ ăn đi đâu? Tức là thành đạt rồi, tức là họ học xong rồi. Đúng. Này, con còn kể cho cụ nghe nhá. Hôm vừa rồi ấy, ở lớp con có một cụ đăng ký học nhưng vì mệt quá không đi được, nằm liệt tại giường. Thế là chúng con phải cử người đến tận giường, leo lên giường dậy đấy. Thế xong là ba hôm đi luôn. Họ đi luôn rồi. Vâng. Thế thì chết thì vâng. Vâng. Đi là đi lại bình thường ấy cụ ạ. À, đi lại bình vâng, thường. Vâng, đi lại bình thường. Đi quá quá. Đi quá quá cụ ạ. Dạ. Thế cái lớp này là cái lớp 49 thì là tôi là người thế nào? À, cụ là người đầu tiên. Hả? Anh bảo tôi đầu tiên hả? Không. Anh ấy bảo là cụ là... Cái gì cả? Tôi vừa mới nói với cụ là có 49 người trong lớp. Thế mà lại nói là cụ là người đầu tiên bị dở hơi, có khác phải cáo cho người sắm lưng rồi. Đâu lại đi. Cô nghĩ... Cụ là người được ưu tiên. Cụ được ưu tiên. Ưu tiên hả? Quý hóa quá. Vâng ạ, thế thì bây giờ hằng mời cụ lên sàn nào. Tôi nói thật với lại các vị nhá. Dạ. Cái tập thể dục này tôi không thích đâu. Dạ vâng. Lên sàn mà. Nhưng mà có thích cái gì? Cái loại nhạc này nó cứ buồn, cái loại múa này nó cứ buồn buồn làm sao ấy. Nó buồn buồn à? Thế phải theo yêu cầu của tôi ấy. Vâng. Mà cứ phải cho cái nhạc sập trình làm gì nó mới bóc. Sập trình bóc bóc gì? Sập trình thì có. Không biết đánh đàn. Khổ quá. Con mời cụ lên sàn. À, sàn. Ừ. Sàn. Quá này, tôi thề với ông mà mới ra sáng bắt dùm bảnh mắt ra mở hàng cái quả này, tôi đau hết cả mồm. Thế thì sẽ ai mặn rước cái của nợ ấy vậy? Rước cái của nợ cái gì, làm gì có khách mà tôi lang thang ở ven hồ mà tóm được quả này mà tôi đau hết cả mồm, tôi rong về đây. Cho cho lên sàn đi. Mệt của người. Ừ. Dạ, con mời cụ lên sàn nè. Mời cụ. Dạ. Nào mời cụ. Mời cụ. Lên sàn. Lên sàn nè. Ôi, từ từ thôi. Này. Cụ đứng im ạ. Dạ. Bây giờ nhá, tôi bảo ông làm thế nào thì ông phải làm như thế nhá. Nhớ chưa? Theo sự chỉ đạo của tôi nhá. Làm bắt đầu. Như nào? Con xin phép cụ con được vào bài tập 3. Cơ bản. Khởi động nha. Động nha. Dạ. Động gì? Khởi động. Ở Nhật Bản động đất à? Khởi động đấy. Chân tay. Lấy tư thế đấy. Bắt đầu. Rồi. Nào bắt đầu. Bắt đầu. Dạng chân ra. Dạng chân ra. Thôi đúng rồi. Động tác 2. Tháo khớp cổ. Tháo khớp cổ. Giật ba phát. Tháo khớp cổ tiếp bên tháo trái. Tháo khớp cổ tiếp bên trái. Quỳnh. Đúng rồi. Đừng có còn cắt. Chủ bộ quan vân trường. Chủ bộ quan vân trường. Thôi đấy. Không sao đấy. Thế là phần khởi động đã xong. Đấy. Đúng không? Phần khởi động đã xong. Đấy. Cho tao đứng ngay lên cả. Đây đứng ngay. Cho tao đứng ngay lên cả. Mai cụ lùi lại đằng sau một tí. Đấy. Anh Nhớt. Hả? Bắt đầu. Được. Bắt đầu. Bây giờ cụ tiến chân này lên. Đấy. Chân lên. Đúng rồi. Con làm gì thì cụ làm như thế. Anh ấy làm gì thì cụ làm đấy. Hiểu rồi. Này. Anh thấy không?